hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh di động MV chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2024 thì tức là ngày 16 âm lịch rồi. À, thì bên em chỉ làm việc cho đến ngày 27 thôi các bác nhá. nghĩa là bên em chỉ sẽ làm việc 10 ngày nữa. nhưng mà để mà gửi hàng online trên toàn quốc thì chỉ gửi được khoảng tầm đến ngày 23 là không gửi được hàng nữa. nghĩa là khoảng 7 ngày nữa là không gửi được hàng nữa rồi. thế nên bác nào mà đang cần mua một con điện thoại ship hàng trên toàn quốc thì các bác có thể đặt ngay từ bây giờ thì bên em sẽ gửi hàng cho các bác trên toàn quốc các bác nhá bác nào ở hà nội thì vẫn cứ trực tiếp theo địa chỉ là 111 triệu khúc hà nội để xe máy đấy thì uh, mà gần đến tết rồi nên là cái việc gửi hàng nó rất là khó khăn thế nên anh em nào mà cần chốt con nào thì các bác cứ nhắn tin qua di động mv để đặt hàng các bác nhá ok ngày hôm nay thì em sẽ review cho các bác những sản phẩm đời cao nhất của bên em để cho anh em chơi tết này bác nào mà cần mua máy rẻ tiền thì các bác tua cuối video các bác nha. ok đầu tiên thì hôm nay em vấy về được một cái lô samsung galaxy s 22 ultra phiên bản của hàn quốc Đấy, hôm nay thì lại về được một lô phiên bản hàn quốc dành cho những cái bác nào mà thích bản hàn quốc có ghiêm cục gọi các bác nhá lô hàng này về thì cũng là hàng đẹp 98 cho đến 99 cũng là gọi là hàng đẹp xuất sắc luôn toàn hàng a rồi này các bác ơi toàn là hàng a thôi các bác nhá có màu đen màu đỏ tím và màu xanh đầy đủ ba màu cho các bác lựa chọn thì lô hàng này thì cấu hình của nó như thế nào thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác S22 Ultra là một trong những con hàng cao cấp của Samsung các bác sẽ được sở hữu gồm ba cụm một cụm camera cực kỳ tối giản này thiết kế đẹp này sang trọng hiện đại các bác nhá máy thì nói chung là về cấu hình thì khỏi về bàn rồi con này thì lên tới là kích thước lên tới 6,8 inch độ phân giải màn hình 2K cộng và tần số quét 120Hz ram 12/256G trên 256GB. chip Qualcomm quan 8 Gen 1 cực kỳ mạnh luôn các bác nhá S22 Ultra phiên bản Hàn Quốc pin 5.000 màn hình to rộng Đấy, ram 12 hai camera chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn hiện tại thì em về được một cái lô hàng phiên bản hàn quốc này đối với cái hàng a những ba cây hàng a hai cây màu đen và một cây màu đỏ ba cây này thì đẹp cổ nó lên tới 99% mươi chín phần gần như nét nẹt đẹp nẹ luôn các bác nhìn gần như là không có một cái vết xước là luôn các bác nhá người ta gọi là 99% mươi chín rồi và các chức năng là đương nhiên em bao cho các bác là full tất cả các chức năng không một lỗi lầm gì Đấy, có cây nguyên siêu viền này các bạn này Hãy xuyên siêu viền cây này thì uh, siêu viền em đã bóc rồi nhưng mà mới đét lên đẹp luôn đây chính là một cái dòng sản phẩm S22 Ultra phiên bản Hàn Quốc đang có mặt tại cửa hàng điện thoại di động MV dòng S22 Ultra này uh, bản Hàn thì nó chỉ dùng được một sim thôi nhưng ngược lại thì cái bộ trong của nó sẽ là 256 gb và ra 12 và nó hỗ trợ game của gọi các bạn nhé ngoài ra thì em có một cái cây màu uh, màu xanh này cây này thì giá chỉ có 12 triệu 800 nghìn thôi bởi vì sao bởi vì cây này của nó hình thức của nó được gọi là trên viền ấy xước phe phẩy một hai vết bằng đúng cái cọng lông tơ của con kiến luôn đấy, cọng lông tơ lông chân con kiến ấy các bạn nhìn này đấy đúng một vết này hai ba vết này đấy đúng một hai ba vết này thôi còn lại rất là đẹp các bạn, các bạn nhìn đẹp chưa đây chính là một con S22 Ultra đang có mặt tại cửa hàng điện thoại di động MV. Anh em nào mà cần chốt các dòng này thì các bác có thể vào việc các bác nhá. 12 triệu 8 một cây. Đấy uh, cây số 3 này là cây này lông tơ con kiến này, 12 triệu 8 còn hàng A đẹp thì là 13 triệu 5. Đấy tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Ngoài ra thì bên em đang có một cái lô hàng cũng là phiên bản S22 Ultra nhưng nó luôn là lô hàng phiên bản Mỹ. Đấy bản Mỹ này. Đấy, các bác sẽ dùng được là hai sim, hai sóng và hàng này new đẹp 99% đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Anh em nào mà đang tìm kiếm một con điện thoại đời cao của Samsung thì các bác có thể quất ngay con này cho em. Hiện nay thì uh, S2 Ultra phiên bản 512 g thì em đã hết về hàng rồi. Đấy, vẫn có giá cũ thôi, 14 triệu 000 còn đây là phiên bản 256 GB thì là 14 13 triệu 8 các bác nhá. 13 triệu 8 đối với phiên bản 256 GB, còn 14 triệu 3 đối với phiên bản 512 GB. 512 GB đem về rồi em chưa kịp soạn ra đây để quay cho các bác. Đấy ra 12 trên 256 GB các nhá. Bản Hàn thì à, à, bản 512 GB thì em về được cái màu đỏ tím này và màu đen, về được hai màu. Đấy, giá 13 14 triệu 3. Tặng đầy đủ phụ kiện, xa cáp, ốp lưng và dán màn hình. Ok, thì vừa xong em vừa khởi động cho các bác một cái dòng chính là dòng cao cấp nhất mà bên em đang có Chính là S23 Ultra Bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái dòng Ultra tiếp theo cũng khá là đẹp Dòng S22 Ultra này nó sẽ có bút S Pen các bác nhé Và cái dòng lốt 20 Ultra này trước mặt các bác đây cũng là một cái dòng có bút S Pen thần thánh này ấy, Dành cho những cái bác nào mà thích vẽ vòi, vẽ vượn, vẽ vời, đinh tinh Thì các bác có thể lựa chọn dòng lốt Dòng lốt này là một trong những cái dòng quá đẹp rồi. Con này là phiên bản của nó là phiên bản Mỹ, hai sim có hỗ trợ 5G các bạn nhá. Dung lượng pin của nó là 4.500 RAM thì là 12 g và bộ trong là 128 GB. Chip Qualcomm Snapdragon 865 cộng, camera thì chụp ảnh đỉnh cao luôn. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, phiên bản Mỹ, hai sim hai sóng hỗ trợ 5G, các chức năng hoạt động ok. Hàng đẹp keng nét đẹp nét như kiểu ngọc tờ Linh ấy thì đang có giá là 8 triệu 900 nghìn các bạn nhé tặng đầy đủ phụ kiện xa cáp, ốp lưng và dán màn hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G phiên bản Mỹ ấy, đang có mặt tại bên em thì đang có màu đồng và màu đen bác nào yêu thích cái sản phẩm Note 20 Ultra thì các bác gọi là di động MV để đặt, để đặt hàng các bác nhé Ok một cái sản phẩm tiếp theo thì chính là cũng dòng Ultra tiếp theo đây chính là S21 Ultra đấy, em giới thiệu gọi là trước đoạn đầu tiên em sẽ giới thiệu những dòng Ultra cao cấp của Samsung để cho các bác có một con máy gọi là ngon gọi là gọi là đời cao cấp nhất của Samsung thời điểm hiện tại để các bác chơi Tết các bác nhá. Con này chính là S21 Ultra hiện nay thì em đã có một cây màu đẹp keng. Con này đẹp 99,69%. Cây này thì gọi là LED nền nẹ nẹt như ngọc tờ đinh luôn các bác nhá. 99,69 là các bác đã biết nó đẹp như nào rồi. Các bác được là lô hàng phiên bản Mỹ. Hiện nay thì bản này Hàn này em không có hàng các bác nhá. Em chỉ có bản Mỹ thôi. Có hỗ trợ cho các bác là hai sim hai sóng hỗ trợ 5G, dung lượng pin của nó 5000, RAM thì là 12 GB, bộ trong là 128 GB chip Qualcomm quan Snap 888 và các bác có một cái quả camera cực kỳ xịn sò luôn. Camera room chị hàng xóm 100x các bác nhá. Tha hồ ngắm chị hàng xóm luôn. Hiện tại thì pin của nó 5000, tổng quát lại đây là một con máy cấu hình cao, thiết kế đẹp, hàng cao cấp của Samsung. S21 Ultra đang có mặt tại cửa hàng điện thoại di MV. Đối với cây hàng đẹp keng này thì em đang bán cho các bác là 9 triệu 500 nghìn các bác nhá. Còn ngoài ra thì em đang có rất là nhiều các cái loại hàng phẩy. Đây rất nhiều hàng phẩy cho các bác nhé 8 triệu 3, 8 triệu 5, rồi 8 triệu 7 Có đầy đủ màu đen và màu bạc hai màu để cho các bác lựa chọn Nhưng màu bạc em không cầm ở đây Thì trong ngày mai em sẽ soạn ra và em sẽ đầy đủ cho các bác Đầy đủ màu bạc luôn, bác nào thích màu bạc thì cũng có màu bạc luôn các bác nhé Đây màu bạc là cái màu này này Đấy, Màu bạc là cái màu này Thì hàng zin phẩy này đang có mức giá 8 triệu 3 8 triệu 5 và 8 triệu 700.000 là các bác đã mua rồi. Màu bạc thì có hàng 8 triệu 5 và 8 triệu 7. Anh em nào mà kết thì các bác thích màu nào thì các bác nhắn tin Zalo cho bên em. Hàng này là hàng zin phẩy các bác nhá. Đây các bác nhìn một con máy chênh nhau đến 1 triệu, hơn 1 triệu là cái chuyện bình thường. Đấy ví dụ như là một con 8 triệu rưỡi thì chênh coi so với con kia 9 triệu 5 là cái chuyện bình thường luôn các bác nhá. Đấy một con hàng đẹp keng. À, 9 triệu năm còn con này thì nó chỉ có 8 triệu năm thôi nhưng thực tế thì cái con 8 triệu năm này chất lượng của nó cũng rất là tốt luôn nó chả có lỗi lầm thì hết tất cả mọi chức năng là hoạt động ok đại loại là tổng quát lại thì nhìn nó gọi là nó hơi xước sát nhẹ một chút theo thời gian nói là xước sát thôi nhưng mà chất lượng của nó cũng còn rất là đẹp các bạn nhá ví dụ như là nó phe phải nhẹ một chấm này còn lại thì viền vùng các kiểu ok đâu ra đấy luôn các bạn nhá người ta gọi là led này nẹt luôn 8 triệu 500 nghìn 8 triệu 7 và 8 triệu ba một con Samsung S21 Ultra Thực tế thì trong mấy ngày vừa qua các bác ủng hộ cái mãi S21 Ultra cái hàng hơn 8 triệu này rất là nhiều. Bởi vì sao? Con này nó cũng chả có lỗi lầm gì hết, màn hình sáng đẹp trong veo mà các bác tiết kiệm được khoảng 1 triệu ấy cho với cái hàng đẹp kia. Đấy nên nhiều bác lựa chọn cái hàng này nó cũng đúng thôi. Đấy, 8 triệu hơn 8 triệu là các bác đã mua được một con Samsung Galaxy S21 Ultra rồi. Phiên bản của Mỹ các bác nhá. Lô hàng này lô hàng của em là lô hàng phiên bản Mỹ, hai sim hai sóng, đấy, cấu hình cao, thiết kế đẹp. Nói chung là một trong cái dòng máy mà về cái thiết kế thì quá đẹp luôn Ok bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác một cái dòng Ultra tiếp theo Đây chính là gọi là cái cực phẩm S20 Ultra S20 Ultra thì em đang có lại mới về rất nhiều hàng luôn phiên bản Hàn Quốc các bác nhé Đây S20 Ultra có màu đen và màu xám hai màu cho các bác lựa chọn S20 Ultra là một trong những cái chiếc máy mà bên em mấy ngày vừa qua bán rất là chạy luôn Ngày nào bán gần chục cây luôn các bác nhé S20 Ultra bản Hàn Quốc này qua này các bác sẽ được sở hữu một cái quả camera 100x Con này thì camera thì siêu lét luôn Đấy, Camera zoom 100x Và cảm nhận đầu tiên khi cầm con này trên tay Là một con máy rất đầm tay to và chắc chắn các bác nhá Nói chung là bác là mạnh mẽ nam tính Mà tay to ấy Mà cần một con màn hình to xem phim cho nó nét đẹp đẹp ấy, Thì các bác có thể lựa chọn con này Đấy, Con này thì nó đầm tay nó chắc lặng đầm các bác nhá một cụm camera, đấy, camera con này này, camera chính là cái ca quả camera Room 100x đấy, ngắm chị hàng xóm tẹt vô luôn và chất lượng chụp ảnh khá là đẹp các bạn nhá, chất lượng chụp ảnh nét nền nét luôn, cam trước cam sau đều ok, bảo mật thì vân tay khuôn mặt đầy đủ luôn, đấy chính là cái dòng S20 Ultra. Có này thì lô hàng này của em là lô hàng phiên bản Hàn Quốc, bản Hàn Quốc này nó sẽ dùng được là cho các bác là một sim, các bác nhá, một sim nhưng ngược lại nó có hỗ trợ 5G này, có hỗ trợ game cuộc gọi này, pin của nó 5000 này. RAM thì là 12 GB để bộ trong là 256 GB. Chip Qualcomm Snapdragon 865 cậu. qua Con này thì nói chung cấu hình thì khủng long luôn rồi. Giá đang là 6 triệu rưỡi một cây các bác nhá. Đối với cái hàng đẹp từ 97 cho đến 98% trở lên thì đang có giá là 6 triệu rưỡi. Hàng này thì các bác nhận hàng là gần như các bác thích ngay. Đấy đợi lại là về chất lượng máy thì em đã kiểm tra kỹ hết tất cả mọi chức năng rồi. Đấy, 6 triệu 500 000 một cây. Đấy, tầm 97 98% các bác nhá. Mọi chức năng nào hoạt động ok ngon lành cảnh quất, không một lỗi lầm gì hết. S20 Ultra phiên bản Hàn Quốc cái lô hàng này em có màu xám và màu đen đầy đủ hai màu cho các bác lựa chọn còn ngoài ra nếu bác nào mà không thích mà bác nào mà thích cái loại hàng rẻ hơn thì em đang có những cái hàng lưu ảnh nhẹ này ví dụ như cây số 7 này lưu ảnh nhẹ nhá cây này 5 triệu 700 nghìn Đấy, lưu ảnh xem nào đây nó bị lưu ảnh một chút này các bác kéo xuống bên dưới này Đấy, nó bị lưu ảnh một chút các bác nhìn chưa Đấy, nó có cái hình đỏ đỏ siêu nhẹ như thế thôi còn lại thì chả có làm sao hết Tất cả mọi chức năng hoạt động ok Và cái lưu ảnh này thì cực kỳ lành luôn Rất nhiều bác rất hay săn những cái hàng lưu ảnh nhẹ này về để trải nghiệm Đời cao giá hạt rẻ các bác nhá 5 triệu 700 nghìn là các bác đã mua rồi Còn ngoài ra có những cây của 4 triệu 7 cũng có cơ Đây cây số 5 4 triệu 7 thì cây này hơi ám màn một chút Chất lượng màn hình nó hơi đỏ một tí Nhưng các bác để về cái chế độ nền tối này là ok luôn các bác nhá Giá thì rẻ hơn bình thường tận đến 1 triệu 800 nghìn rồi Đấy màn hình nó hơi hơi đỏ hơi hồng màn một chút thế này còn lại thì mọi thứ là ok, ngon lành cành đào. Cây này giá cây số 5 4 triệu 7 này. Rồi có những cây 5 triệu, cây 5 triệu này thì cũng khá là ok. Đấy thì tình trạng như nào là bên em sẽ bán như thế. Và mỗi một ngày bên em gửi đi tỉnh rất là nhiều. Thế nên lên là bác nào mà cần chốt con nào thì các bác cứ chụp ảnh màn hình lại, sau đó là em sẽ uh, chụp ảnh lại gửi cho các bác một lần nữa anh em ok thì cọc tiền bên em sẽ gửi hàng nha các nhá bây giờ gần tết rồi thì anh em gọi là làm việc là phải phương châm làm việc của bên em là nhanh gọn lẹ tốc độ Đấy và tận tâm các bác nhá. Con này thì các bác hiện tại đang có giá là 5 triệu này. Đấy, bị bên dưới là bị ám màn một chút như này. Đấy, ám màn một chút. Cái này thì nó ám màn nhưng mà dùng thì cực kỳ nành. Các bác đã biết rồi ngày xưa cái thời điểm cách đây 1 2 tháng bên em bán gần 100 chiếc. Con này S21, S20 Ultra này, hàng ám ra thị trường mà đến thời điểm này các bác vẫn dùng rất là mạnh các bác nhá. Chưa thấy bác nào kêu hỏng cả. Bởi vì sao? Ám màn này thì dùng nó rất là bền, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết nó chỉ có mãi mãi như vậy thôi nếu mà các bác không để về cái chế độ quá sáng trừ bác nào mà để mắc sáng như này còn các bác cứ để 2 phần 3 này đảm bảo các bác có dùng thiên thụ nó cũng chả hỏng luôn mà độ sáng màn hình còn rất là tốt các bác nhé còn rất là tốt luôn con này thì hiện tại em đang bán cho các bác với giá là 5 triệu này rồi có những cây 5 triệu 5 đấy còn mấy cây uh, lưu ảnh thôi hôm qua có một hai cây thì các bác cũng lấy vậy rồi đấy cây này 5 triệu 5 các chức năng ok đấy, màn hình sáng ok luôn bên dưới hơi hồng hồng một tí này thôi 5 triệu 7 cây này quá ngon luôn cây này 5 triệu rưỡi các bác nhé chứ không phải 5 triệu 7 đâu ba nào lấy lên cây 5 triệu rưỡi này khá là ngon này 5 triệu rưỡi là các bác đã được trải nghiệm một con cấu hình gọi là dùng không biết đơ lác là cái gì trong cái hoặc cái, cái từ điển của con này đấy, hiện tại nó còn s20 trà này là một trong những cái chiếc máy cấu hình cao giá hạt rẻ luôn của nhé đấy 5 triệu rưỡi còn bác nào thích càng đẹp 6 triệu rưỡi một cây tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và giá màn hình trong ngày mai buổi sáng mai em sẽ quay lên một clip các máy thanh lý đốm màn ám màn rồi rất nhiều luôn các bạn nhá anh em nào mà cần mua hàng đấy thì các bác theo dõi đăng ký kênh của em lại trong ngày mai em sẽ riêng một clip vì cái loại hàng nó quá nhiều em không thể quay được trong cái clip này clip này thì chủ yếu là hàng đẹp để phục vụ các bác thôi đấy, vừa xong thì em gọi là đá nhẹ vài cây đi ảnh à, ám màn nhẹ thôi còn trong ngày mai em sẽ có riêng một clip nhá các bạn nhá và nào mà cần những cái điện thoại thanh lý giá rẻ chỉ từ hơn 1 triệu đại loại S8 và các kiểu triệu mấy triệu 8 triệu 7 đấy đại loại là có rất là nhiều thì trong ngày mai buổi sáng em sẽ lên viết một clip để quay cho các bác rồi S20 S15 g để đủ thể loại nhiều lắm luôn đi các bác nhá trong ngày mai em sẽ quay Ok thì bây giờ em sẽ tiếp tục với cái việc review cho các bác những sản phẩm bên em đang có hiện tại này để cho các bác mua những cái quan hàng cao cấp để chơi Tết Ok bây giờ thì em sẽ review cho các bác một cái dòng S21 Plus S21 Plus thì anh em biết rồi bản Hàn bản Mỹ thì bản Hàn hiện nay thì bên em còn đúng một chiếc thôi hôm trước thì có vài cái thì các bác lấy hết rồi còn đúng một cái màu trắng bạc này thôi các bác nhá con này thì hình thức của nó em đánh giá tầm 96 phần trăm đại loại là cũng hơi phe phải nhẹ một tí đấy tình trạng thì bên em như nào em báo ngay thôi đây hơi phe phải nhẹ một tí viền không đáng kể cái này thì màu trắng này cũng rất là khó nhìn con này thì gồm ba cam sau một đèn flash này con này thì loa kép sạc nhanh màn hình 6,7 inch và 120 hạt các bạn nhé phiên bản hàn này thì ngược được cái bộ trong của nó sẽ là 256 gb rất là hay Đấy, 256 gb RAM 8 nói chung dùng quá mượt luôn bao nào lưu trữ nhiều thì các bác lựa chọn bản Hàn Quốc này pin 4800 thời lượng pin khá là ấn tượng luôn hiện tại thì uh, S21 Plus bản Hàn còn một cây em thanh lý cho các bác giá 6 triệu 5 các bác nhé tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và dán màn hình cho các bác đầy đủ luôn không thiếu một cái gì và một cái dòng S21 bò lốt tiếp theo thì em đang giới thiệu cho bác hai cây hàng 6 triệu rưỡi hai cây này hàng hàng a đẹp trên 98% các chức năng hoạt động ok Đấy, s21 plus này đấy, gồm một cái cụm camera rất tối giản và đẹp luôn các bạn nhá đây là màu tím này còn đây là màu đen đen huyền bí đen sần các bạn nhá có đen sần và đen bóng anh em nào thích đen nào thì vào việc đen đấy s21 plus này thì nó là đen sần con này thì các bác sẽ được cảm nhận cho em là một cái máy mỏng, chắc tay và đầm tay các bác nhá. Nhiều bác thì có hỏi em mấy cái vạch này là cái gì? Em nói luôn tiện đây thì em nói luôn này, đây là cái vạch có anten sóng nhá. Các bác mà không có cái vạch này thì nó sẽ không có sóng đâu. Bất kỳ một con điện thoại nào cũng vậy, kể cả iPhone hay Samsung thì nó cũng có cái vạch này. Đấy, các bác nhìn này, cái vạch vạch ở trên uh, trên viền này này thì chính là gọi là cái anten của sóng, nó phải có cái này thì nó mới bắt được sóng điện thoại. Chứ không có cái này thì nó không bắt được đâu các bác nhá. Đây tiện đây thì em nói thôi vì có một số bác là thắc mắc là sau lại có cái vạch ở bên cạnh thì tiện đây thì em em, em 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 giải đáp cho anh em xem để gọi là nhiều khi mình vừa xem review vừa gọi là hiểu biết hơn về những cái mà điện thoại nó sản xuất Đấy, mỗi người một cái lĩnh vực khác nhau không ai là giỏi hết được Đấy, cùng là điện thoại thôi có người thì chỉ sửa có người chỉ bán có người chỉ làm cái việc đó việc kia các bạn nhá thì uh, cái vạch này người ta gọi là vạch sóng Đấy, nhiều bác rất nhiều bác thắc mắc em cái này và có những cái bác thì thắc mắc em là cái vạch bên trong này là cái vạch gì đây cái vạch là thẳng thẳng đây là trắng trắng này, này Đấy, đầu ngón tay của em này đấy, có một cái vạch đấy thì đây nó là cái màn hình cạnh của máy nhá các bác vuốt từ giữa này lên ra này. Đấy, nó là một cái màn hình tắt của máy các bác có thể chỉnh các cái chế độ ở đây tin nhắn này rồi cuộc gọi này này chia đôi màn hình này đấy, nó chia đôi màn hình anh em về tự tìm hiểu nhá cái này thì trong cái clip này nó hơi nó khuôn khổ cái clip này nó không cho phép nói nhiều Đấy, cây này thì đây mà hình cạnh các bác có thể tắt nó đi đấy, nhiều rất nhiều, nhiều những cái mà các bác hay thắc mắc thì em mới giải đáp thôi để các bác có thể tắt cái này đi Đấy, thì nó sẽ mất rồi các bác nhá bảng ở cạnh đấy, các bác có thể bật lên đấy, bật lên thì lại hiện lên các bác có thể lôi cái bảng ở cạnh này kéo ra vị trí mình ưa thích đấy các bác nhìn chưa đấy, kéo ra cái vị trí mà mình tiện tay của mình đây chính là cái bảng ở cạnh thôi chứ không có cái gì hết các bác có thể lôi sang bên này hoặc lôi sang bên trên bên dưới này các bác nhá thì tiếp tục này cây này là cây S21 Plus phiên bản Mỹ hàng A 6 triệu rưỡi một cây tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và dán màn hình các bạn nhé S21 Plus bản Mỹ ngoài ra thì em có những cây hàng 6 triệu ba triệu năm này rồi à 5 triệu năm này 6 triệu ba này đấy thì những cái cây này thì ví dụ cây 6 triệu 5 triệu năm này thì màn hình nó hơi ám siêu nhẹ đây loại là nó sẽ ám màn một tí các bạn nhá đấy không đáng kể gọi là không đáng kể cái này thì vẫn dùng tốt còn dùng chán luôn cũng chả hỏng luôn cây S21 Plus này là một trong những cái chiếc máy rất ít lỗi vặt và không có lỗi vặt luôn mà bên em đang bán rất là chạy hôm trước về một cái lô vài chục cây và đến cái thời điểm này thì em bán cũng gần hết rồi cũng chỉ còn khoảng hai chục cây nữa là hết hàng rồi các bạn nhá S21 Plus bản Mỹ đấy, 5 triệu 8 rồi sáu uh, 6 triệu năm lại tùy theo hình thức mà giá khác nhau bao nào mà cần yêu thích cái sản phẩm S21 Plus này thì các bác có thể nhắn tin Zalo cho bên em để đặt hàng Riêng S21 Plus này nhá Dùng pin châu màn hình to, thiết kế đẹp, chụp ảnh ok luôn Chả có thiếu một cái gì hết Tất cả mọi chức năng hoạt động ngon lành cánh quất Nhưng anh em Đấy thì này, em đã vừa giới thiệu và review cho các bác xem Một cái sản phẩm trong cái tầm tiền mà trên dưới 6 triệu Rất là ngon S21 Plus và S20 Ultra Bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẫu máy nhỏ gọn và cấu hình cao này đấy, S21 5G Nhỏ gọn, cấu hình cao Thì các bác quất ngay con này cho em Một con màu hồng lam tính con này khá là đẹp con này đẹp trên 98% các bạn nhé các chức năng hoạt động ok một con S21 5G bản Mỹ một con màu hồng lam tính này màn hình 6,2 inch màn hình phẳng luôn RAM của nó RAM 8 g bộ trong là một chai 8 g phiên bản Mỹ 2 sim 2 sóng hỗ trợ 5G màu hồng lam tính đẹp chưa các bác hai sim pin của nó 4000 chip Qualcomm camera chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn hiện nay thì bản Mỹ em đang có màu hồng màu trắng này là hai cây này là hàng 5 triệu rưỡi còn ngoài ra thì em đang có bản Mỹ 5 triệu hai màu trắng này Rồi 4 triệu 8 có Đây những cây 4 triệu 8 này thì tại vì sao Thì nó chả có lỗi lầm gì hết Tất cả mọi chức năng vẫn hoạt động bình thường Nhưng chỉ có mỗi cái viền nó hơi sước một chút như này các bác nhé Còn lại thì ok Không có lỗi lầm gì hết Màn hình sáng đẹp trong veo Đấy, tình trạng như nào là bên em sẽ báo ngay Đấy, Các bác có thể lựa chọn những con 4 triệu 8 này dùng rất là ngon Đấy, Ngon lành cảnh quất Chả có lỗi lầm gì 4 triệu 800 nghìn Rồi có một cây phiên bản Hàn Quốc này và đàn quốc này dùng một sim nhưng ngược lại cái bộ trong là 256 g Đấy, 3 cam sau một đèn flash này, 256 g Con này thì hiện tại giá cho các bác là 4 triệu 800 nghìn các bác nhé. Samsung Galaxy S21 5G, phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ mà em vừa giới thiệu cho các bác. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác một cái dòng S20 Plus. S20 Plus thì hôm nay em đang có hai chiếc, 3 chiếc thì ba chiếc phiên bản Hàn Quốc và một chiếc phiên bản Mỹ bàn Hàn Quốc này thì ra 12 bộ trong là 256 g con máy này thì cả một bầu trời công nghệ luôn các bạn nhá. Con này hàng limited này. Đấy, phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc này. Một sim có hỗ trợ 5G, pin 4500, màn hình to, RAM thì là RAM 12 g bộ trong là 128 g à bộ trong là 256 g phiên bản Hàn 5 triệu tư một cây tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ô lưng và giá màn hình ngoài ra thì có một cây phiên bản Hàn này, màu này thì là 5 triệu 2 các bạn nhé Đấy, 5 triệu 2 vẫn tặng cho các bác đầy đủ phụ kiện không thiếu một thứ gì sạc cáp ốp lưng dán màn 5 triệu 200 nghìn một con S21 à, uh, S20 Plus phiên bản Hàn Quốc với nhé Đấy, phiên bản Hàn Quốc 5 triệu 2 vô 5 triệu tư bác nào yêu thích cái sản phẩm S20 Plus này thì các bác có thể gọi cho bên em à quên hôm nay em về được cả cái phiên bản S20 nhỏ rồi có nhá S20 nhỏ thì về là 4 triệu 4 một cây rồi 4 triệu 3 một cây thì quên không quay đây không cầm nơi quay các bạn về được cả S20 nhỏ bản Hàn Quốc rồi Đấy, 4, hơn 4 triệu các bác nhá. S20 nhỏ thì màn hình có 6,2 inch thôi, RAM 12 một chai 8 g như là những cái bác thích nhỏ gọn. Còn ngoài ra em còn một cây bản Mỹ này, bản Mỹ này thì hai sim có hỗ trợ 5G, dư pin 4000 rưỡi, RAM 12 trên 1 chai 8 g cây này thì giá 5 ,4 triệu tư các bác nhá. Đấy thì đây chính là một cái dòng sản phẩm S21 à, s 20 Plus mà bên em đang có. Ok, giới thiệu cho các bác một cái dòng tầm giá hơn 5 triệu tiếp theo đây chính là cái dòng lốt 20 5 g một con phiên bản Mỹ có giá 5 triệu 600 nghìn hàng A đẹp 99 Đấy, hàng A cộng hôm qua có con màu đồng thì có bác lấy rồi hôm nay thì tiếp tục giới thiệu cho các bác một con hàng A cộng màu xanh xanh ngọc có nha đẹp 99 luôn con này nét này nẹt luôn màn hình 67 inch hai cái à, màn hình 67 inch này à, AMOLED này phiên bản Mỹ này hai sim 26 này hỗ trợ 5G dùng động pin 4003 giảm 8g bộ trong là 128g một trong những cái mã máy không bao giờ có lỗi vặt luôn các bạn nhé một trong những mã máy dùng rất lành và không bao giờ có lỗi vặt Mà hình to chụp ảnh đẹp thiết kế thì khỏi phải bàn luôn có bút s pen loa kép sạc nhanh đầy đủ luôn các bạn nhé camera các kiểu chụp ảnh đẹp Có này thì bản mỹ 5 triệu sáu trăm nghìn cây số một bản mỹ ngoài ra bản mỹ em có cả hàng 5 triệu ba bác nào mà yêu thích cái hàng này thì các bác có thể lựa chọn các bạn nhé cây số 13 và cây số 24 5 triệu ba trăm nghìn ba cam sau một đèn flash này Đấy, 5,3 triệu ba này thì hình thức của nó hơi phẩy một chút Không đáng kể Còn lại các chức năng hoạt động ok Ngon lành cành đào không có một cái lỗi lầm gì hết Đây chính là cái Samsung Galaxy Lốt 20 5G Phiên bản Mỹ đang có mặt tại cửa hàng điện thoại di MV Chỉ có mức giá là hơn 5 triệu thôi là các bác đã mua rồi Có màu đồng và màu xanh đối với phiên bản Mỹ các bác nhé Còn ngoài ra bên em đang có rất nhiều lốt 20 5G bản Hàn Quốc Nếu bác nào mà dùng một sim thì các bác có thể lựa chọn bản Hàn Ở à đây con bản Mỹ em vẫn còn một cây này quên mất hôm qua là người ta lấy cây màu màu bản Hàn bản Hàn có nhá bản à, Hàn Quốc đây, em có cả màu đồng màu đồng em quên không cầm đây có cả màu đồng luôn là hàng là A 5 triệu 6, 6 giống hết cái cây bản Mỹ này nó chỉ khác mỗi cái là nó là dùng à, màu một sim nhưng ngược lại cái bộ trong của nó sẽ là 256 g quá nhá còn lại tất cả mọi thứ ok camera trước cam sau đều nét đẹp luôn các nhìn camera đẹp chưa chất lượng cực kỳ tốt luôn Đấy, màu sắc đẹp ok ngon lành cành đào cái này là Samsung Galaxy S2 à, Lốt 20 5G bản Hàn RAM 8 trên 256 GB. Giá hiện tại đang 5 triệu 6 hàng A cộng các bác nhá. Hàng A cộng _C... có cả màu đồng. Đấy, quên màu đồng còn à, mấy cây không công cầm đây quay. Số lượng máy nhà em thì rất là nhiều, mai ngày mai em sẽ quay lên cho các bác xem. Ok thì đấy là em vừa giới thiệu cho bác những cái dòng máy mà trong cái tầm tiền từ 5 cho đến 6 triệu. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác cái dòng máy mà trên dưới 4 triệu này trên dưới 4 triệu chữ giới thiệu cho anh em xem một con S20 me phải nói là hàng chất luôn con này thì gọi là led này nẹt luôn các bạn nhé ba cam sau một đèn flash này hàng đẹp như mới luôn cây này thì nói chung là mới ui siêu viền này ui lột ta luôn cái này thì nói chung là hàng đẹp rồi các bạn nhé hàng chất luôn Đấy, phiên bản S20 me mà kiếm được những con này phải nói rất khó luôn siêu viền bên trên còn nguyên này các bạn này bên dưới này bên dưới lột rồi các bạn nhá con này thì độ đẹp của nó tầm trên 98% các chức năng hoạt động ok máy nguyên zin nguyên bản 100 trăm con này thì gọi là tiền nào của đấy luôn đấy, Phiên bản S20 me Là một trong những con máy trên dưới 3 triệu Trên dưới 4 triệu cực kỳ hợp lý các bạn nhé Con này có hỗ trợ 5G là cái thứ nhất này cái thứ hai là màn hình của nó là màn 6.5 inch và cái tần số quét này lên tới 120 hẹp này. Cái thứ ba là con này chạy có chip Qualcomm 865 cực kỳ mạnh nha các nhá. Phiên bản RAM 6 GB và bộ trong là 128 GB, loa là loa kép luôn, sạc nhanh tay si luôn. Đấy, thì con này hiện tại đang có giá cây cao nhất là 4.6, cây số 4. Ngoài ra có những cây, cây số 5 Cây này thì 4 triệu 5 4 triệu 5 này thì cũng đẹp tầm 98% rồi Cũng là hàng chất, hàng nét rồi các bạn nhé Cũng là hàng đẹp, đấy, zin đẹp Cây này là 4 triệu 5 này Rồi có những cây à, uh, 3 triệu 9 này Rồi 4 triệu 5 này Màu trắng này, đấy, màu trắng có cây 4 triệu 5 Rồi có cây màu trắng 3 triệu 9 Thì hai cây này thì nó khác nhau cái gì nó Cây 4 triệu 5 này thì Cây 3 triệu 9 này thì nó sẽ hơi phải hơn một chút các bạn nhé nó sẽ hơi phải viền hơn một chút này Đấy. còn lại thì nó là tất cả các chức năng hoạt động ok không có một cái lỗi lầm gì hết Đấy, màn hình sáng đẹp luôn con này là con 3 triệu chín con này là 4 triệu năm tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình Samsung Galaxy S20 FE phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc bác nào yêu thích cái sản phẩm này thì các bác có thể kết nối cho di động MV để đặt hàng các bác nhé và bây giờ thì em sẽ giới thiệu nhanh cho các bác Đấy, một cái đoạn clip giới thiệu nhanh ít máy trong cái phân khúc mà dưới 4 triệu này ok thì dưới 4 triệu hôm qua thì rất là nhiều về các bác đã đặt vợ rồi hôm nay thì em sẽ giới thiệu nhanh nhá đầu tiên là cái mã a 90 a 90 thì là một trong cái chiếc máy có hình quá cao rồi con này thì các bác sẽ được sở hữu cho em một cái màn hình amoled này máy cận cao cấp cầm cực kỳ sang trọng và đầm đầm tay luôn phiên bản của nó là phiên bản hàn một sim có hỗ trợ 5 g cái thứ nhất là cái màn hình to cái thứ hai là dung lượng pin của nó là 4.500 thì các bác dùng thoải mái một ngày luôn các bác nhá ram của nó ram 6 g và bộ trong là 128 g và cái thứ ba con này chạy có chip Qualcomm Snap là 865 nhiều bác thì cứ hỏi em là cái con chip nó hiển thị ở chỗ nào thì con cái dòng Samsung nó không hiển thị chip các bác nhá nó không hiển thị chip con chip thì nhà sản xuất nó làm rồi chứ em cũng không làm được con chip đấy Đấy, cây này thì có hỗ trợ 5G Bản Hàn Quốc thì mặc định của nó là có chip Qualcomm 855 rồi Thì các bác có thể tìm hiểu thông số trên Google hoặc là các bác sử dụng thực tế này, nó rất là mượt. Đấy các bác nhá. chứ các bác cứ hỏi con chip bị con ram nó ở chỗ nào không quan tâm đến cái đấy làm gì. Quan tâm nhất là cái gì? Camera này, chụp ảnh đẹp này, cái thứ nhất này. Đấy, rồi loa lổ nghe nhạc to rõ ràng. Ok ngon ảnh thành quất các bác nhá. Chứ còn cái thông số của nó ấy, thì là con chip nó hiển thị chỗ nào ấy, thì cái đấy là nhà sản xuất nó làm. Cái đấy mình không cần quan tâm đến. Ram 6 GB bộ trong là 128 GB cái này sản xuất nó ghi là 6 một chai tám ghi thực tế thì bọn nó thích làm bao nhiêu chả được các bác nhá giống như kiểu mấy con vivo mấy con oppo bây giờ mấy con hàng tàu fake trung quốc ấy rất hay hiển thị giam 8 trên hai trăm năm ghi nhưng thực tế của nó chỉ được hai ghi ram rồi các bác nhá nhưng mà hàng chính hãng này ram 6 là ram 6 chứ không có chuyện 6 là ram ba được các bạn nhá đấy thì nên nó khác nhau ở cái chỗ đấy thế nên nhiều bác mới đặt cái niềm tin vào mua samsung là như vậy samsung nó hiển thị thông tin chân thật và khi các bác dùng RAM 6 của Samsung này nó còn sướng hơn RAM 12 của Vivo luôn em đảm bảo các bác luôn cùng cái tầm tiền nhá chứ còn các bác mà so sánh khác tầm tiền thì nó hơi khó cùng cái tầm tiền đảm bảo RAM 6 còn ngon hơn RAM 12 trăm chậm chậm luôn thì đây chính là một con A95G màu đen và màu trắng màu trắng thì có giá 3 triệu ba thôi cái màu trắng này hình thức của nó hơi phải một tí Đấy, gọi là tầm 95% các chức năng thì hoạt động ok Đấy, nó sẽ có giá là 3 triệu ba tặng đầy đủ phụ kiện sa cáp ốp lưng và giá màn hình A90 này cũng là một trong những cái chiếc máy dùng quá ngon luôn chưa bác nào mua A90 về mà hối hận cả thì con này là giá là 3 triệu 3 và 3 triệu 9 các bạn nhé một cây Samsung Galaxy A52 con này thì phiên bản Samsung Việt Nam 3 cam sau 4 cam sau một đèn flash này lưng hơi phẩy một chút này Đấy, lưng hình thức hơi phẩy một tí các bạn nhé tổng quát thì cây này em đánh giá tầm 95 các chức năng hoạt động ok màn hình sáng đẹp máy mượt mướt mần mượt mượt các chức năng ok của mình nhá. Con này RAM 8 g bộ trong là 128 g lưu trữ thoải mái luôn. Hai sim hai sóng hỗ trợ 5G. A52s thì nó sẽ ngon hơn là A52 thường. Đấy, RAM của nó pin à, của nó 4500. A52 thường thì như là RAM có 6 trên 128 thôi thì vậy. Còn con này RAM 8 trên 128 các anh nhá. Và cái tần số quét màn hình lên tới 120 Hz này con này. Đấy, nói chung là hơn 3 triệu thì con A52s này cũng là một trong những chiếc máy cận cao cấp. Khá ngon. 3 9 triệu 9 các bạn nhá. Và một con máy tiếp theo đây chính là một con Xiaomi Redmi Note 11 màu xanh. Con này thì RAM 4GB và bộ trong là một chai 8GB, màn hình kích thước là 6.43 inch, pin 5000 các bác nhá. Hai sim hai sóng, màn hình AMOLED thì các bác biết rồi. Màu sắc hiển thị cực kỳ đẹp luôn. AMOLED màu sắc rất đẹp các bác nhá. Các bác nhìn này màu sắc tươi đẹp. Pin châu, pin con này nếu các bác mà dùng bình thường 2 3 ngày là chuyện bình thường luôn. Hai sim hai sóng, RAM 4 một chai 8GB đáp ứng tất cả các nhu cầu hàng ngày của mọi người mà giá tiền chỉ có 2 triệu rưỡi thôi là các bác đã mua rồi và một con Xiaomi poco x3 pro con này quá ngon luôn này các bạn này đằng sau này thì nó hơi bạc một tí thôi nhưng con này gọi là 8 g RAM và bộ trong là 256 g và con này thì các bác dùng thì cực kỳ mượt luôn nhá dành cho những cái bác nào mà thích chiến game thì cực kỳ mượt luôn giá tiền quá rẻ chỉ có 2 triệu thôi tặng sạc cáp và dán màn hình Đấy. poco x3 pro bộ trong 256 g RAM của nó ram 8 g Đấy các bác nhá, giam 8 cộng 3 luôn, 8 x 2,96 thì nó quá mạnh rồi. Poco X3 Pro màn hình to, pin trâu. Đấy, cấu hình cao, thiết kế đẹp. Con này hiện tại là màn hình của nó hơi bị bầm vàng này một tí này, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì và cực kỳ lành các bác nhá. Bảo hành cho các bác cái này luôn. Bảo hành không loang luôn. Con này hiện tại đang bán cho các bác là 2 triệu tặng cho các bác là sạc cáp và dán màn hình quá ngon các bác nhá hai triệu bỏ ra một con poco này thì gọi lôi đồng cuối đá luôn màn hình to này pin thì gọi là vài ngày luôn 2 triệu Và một con máy tiếp theo đây chính là một con Samsung Galaxy A04 Con này thì RAM 3 trên 32 g Gọi là phù hợp cho các bác mua về tặng gọi là ông già à, Ông bà, ông bà gọi là bố mẹ các kiểu dùng gọi là sơ cua Facebook, Zalo, TikTok lại loại là cho gọi là tối đến thì cho các ông bà ngắm à, Mấy em nhảy trên TikTok này cũng vui mắt Đấy, cũng vui mắt và sáng mắt ra Con này thì hiện tại cho các bác là một triệu rưỡi các bác nhé, một triệu năm trăm nghìn cây uh, Samsung Galaxy A04 phiên bản của Samsung Việt Nam con này thì các ông bà xem phim thì gọi là chắc phải hai ba ngày mới hết luôn pin năm nghìn mà cái màn LCD này thì gọi là quá bền luôn các bác nhé đấy, lồi lồng cối đá luôn hai sim hai sóng này đấy các bác có thể dùng Facebook Zalo TikTok à, cho ông bà các kiểu thì rất, rất, rất là ok nói chung là ứng dụng cơ bản thôi đấy, màn hình to khá là ok các bác nhé giá thì rẻ có một triệu năm trăm nghìn một cây Samsung Galaxy A04 và một cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay đây con này con Oppo F5 để lâu lắm rồi thanh lý nốt 700 các bác nhé Cây này thanh lý nốt 700 000 F5 giảm 4 trên 1 trên 32 g hết pin hết hết mực mất rồi. Cây này thì thanh lý cho các bác 700 000 nghìn nhá. Chỉ từ 700 000 thôi anh em đã mua được một con hàng cao cấp của của một con smartphone để dùng rồi. Con này thì bên dưới nó hơi dạn một tí kính màn hình nhưng mà rất là mờ. Cái này dán màn hình nên gần như là hết luôn. Hình thức của máy thì nó cũng được tầm 90%. Đấy các bác nhá. Giảm 4 trên 32 g con này khá mượt luôn. Con Oppo F5 này khá là mượt, giá 700 000 và cũng là con máy cuối cùng mà em giới thiệu cho các bác trong clip ngày hôm nay bác nào mà cần mua những con hàng điện thoại đời cao thanh lý giá hạt rẻ thì các bác đăng ký kênh lại trong ngày mai em sẽ lên sóng cho các bác review một clip chi tiết các dòng điện thoại thanh lý giá hạt rẻ cho các bác nhé và clip của em hôm nay đến đây là kết thúc xin chào và xin à, xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo